Dạ vâng, xin chào tất cả các quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Tượng Cô Đẹp Phúc Tấn. Ngày hôm nay thì chúng em lại tiếp tục lên làm video giới thiệu với anh chị một cái tác phẩm mới, đó là tác phẩm Bình Mai Phú Quý, được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ lu kháo anh chị nhé. Hàng đục cực kỳ là dày tán và kênh bong sắc nét, rất là nhiều hoa lu luôn. Và tác phẩm này thì bên em với chiều cao là 87, ngang 50 và chiều sâu là 40 anh chị nhé. Kích thước trên thì bên em đã bao gồm cả kỷ rồi, và kỷ là 10 phân. Bên em đã đính tặng kèm anh chị một chiếc kỷ rồi. Và như anh chị đã biết rồi, bình mai gỗ thì được xem là một biểu tượng về tài lộc, sung túc và may mắn ạ. Những cái bình mai này thì cũng đang được rất nhiều gia đình Việt ưa chuộng để trưng trong gia đình anh chị nhé. Và không để các anh chị mình chờ lâu hơn nữa thì em xin quay gần với tác phẩm này để cho anh chị có thể thưởng lãm một cách chi tiết nhất về tác phẩm anh chị nhé. Đây ạ, những cái bông hoa mai đây thì được bên em đục 5 cánh hoa mai rất là đều đặn đúng không ạ? Đều như là chia luôn anh chị nhé. Những cái nhụy bên trong thì đều được bên em là làm nổi hoàn toàn đấy ạ. Những cái tán hoa mai đây ạ thì có hoa có lụ đầy đủ anh chị nhé, rất là dày tán luôn. Và hàng này thì bên em là đục tứ diện anh chị nhé, đục tứ diện nên là khi anh chị mình nhìn vào mặt nào cũng giống mặt nào, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy ạ, chúng em có điểm thêm những cái chú chim sẻ anh chị nhé, những cái chú chim sẻ trên cây đây. Giúp cho cái cây trông nhìn đẹp mắt hơn anh chị nhé. Và đây ạ, anh chị nhìn thấy không ạ? Những cái thân cây rồi đến những cái mấu mắt này thì đều được bên em là làm rất là sạch sẽ và di sần hoàn toàn anh chị nhé. Trông một cái cây mai rất là cổ thụ phải không ạ? Đây ạ, những cái tay đua ra thì cực kỳ là mềm mại luôn. Và ở phía dưới bình thì bên em có đục thêm những cái nhánh lan hồ điệp anh chị nhé. Những cái nhánh lan hồ điệp đây ạ. Hàng đục kênh bong hẳn lên anh chị này, những cái chiếc cánh hoa đây thì đục kênh bong rời hẳn lên anh chị nhé. Và điểm thêm những cái lụ rồi, những cái lụ rất là đẹp luôn. Và bên cạnh đấy thì là những cái đôi bướm uyên ương đây ạ. Những cái đôi bướm uyên ương đang lô đùa trên những cái mặt bình này anh chị nhé. Đây ạ, anh chị có thể cảm nhận được những cái nét hoa lu của chất liệu lu kháo này không ạ? Rất là nhiều hoa lu luôn, hoa lu dày chạt bình đấy ạ. Rất là nhiều luôn anh chị nhé. Và em sẽ quay mặt bên để cho anh chị có thể thưởng lãm được đây ạ. Hàng đục tứ diện nên là khi nhìn vào mặt nào thì cũng rất là đẹp anh chị nhé. Mặt nào thì cũng rất là đẹp luôn. Và bình này thì bên em có đường kính cũng lên là 40 cơ anh chị nhé. Đấy. Một chiếc bình nu kháo như anh chị mua rồi thì đường kính là 40 thì giá thành cũng cực kỳ là cao đấy ạ. Hoa lu thì dày chạt mặt bình luôn. Đây là phía sau nha anh chị nhé. Đấy, anh chị nhìn thấy ạ, phía sau cũng rất là đẹp luôn, đẹp như là phía trước luôn đấy ạ. Vì là hàng đục tứ diện nên là khi mình nhìn vào ạ, tác phẩm thì mặt nào cũng rất là đẹp luôn anh chị nhé. Tác phẩm này thì ngày hôm nay bên em giao lưu với anh chị giá chỉ có là 9 triệu đồng thôi anh chị ơi. 9 triệu đồng bao phí vận chuyển toàn quốc anh chị nhé. Và anh chị mình có thể nhận hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh chị nhé. Nếu mà anh chị mình chưa tin tưởng bên em thì anh chị cũng có thể nhận hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy ạ. Một cái bình mai rất là đẹp đúng không ạ? Như anh chị cũng biết rồi thì 5 cánh hoa mai tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng, may mắn, trường thọ và hạnh phúc đấy ạ. Một cái tác phẩm bình hoa mai gỗ thì hiện tại trên thị trường rất là nhiều anh chị mình ưa chuộng để trưng trong gia đình anh chị nhé. Anh chị nào chưa có tác phẩm này thì hãy nhanh tay để zin cái tác phẩm này về để trưng trong gia đình, rất là sang trọng và lịch sự luôn anh chị nhé. Anh chị nào mà muốn sở hữu thì hãy liên hệ trực tiếp về cả Tượng Gỗ Đẹp Phúc Tấn bên em, số điện thoại Zalo là 0389 889968 anh chị nhé. Và em cũng xin kết thúc video ngày hôm nay giới thiệu tác phẩm này tại đây. Và hẹn gặp lại anh chị nhà mình trong những cái video giới thiệu tác phẩm gần nhất nhé. Anh chị nào chưa đăng ký kênh của bên em thì vui lòng cho em xin một cái nút đăng ký anh chị nhé. Bấm vào quả chuông ở phía dưới đấy ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị nhà mình.